Chào mọi người, mình là nhà Nguyễn Ngọc và ngày hôm nay tại kênh nhà Nguyễn Ngọc của bên mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bộ thiết bị tủ bếp mà có thể nói là sẽ được lòng khá là nhiều những cái người đang tìm hiểu về những cái thiết bị cũng như là những cái phụ kiện cho tủ bếp của mình. Đó chính là chậu rửa inox 304 và vòi rửa 3 đường nước. Thì ở cái video ngày hôm trước mà mình upload đó thì mình giới thiệu cho mọi người về chậu đá của Hafele, thì cái sản phẩm này giá thành nó khá là cao cũng như là nó sẽ có một số những cái màu sắc mà phù hợp đối với những cái tủ bếp thiết kế. Tuy nhiên đối với những cái tủ bếp thông thường thì chúng ta có cái gói ngân sách nó khá là tiết kiệm và cũng không yêu cầu và đòi hỏi quá nhiều về mặt thiết kế, thì chúng ta sẽ sử dụng bồn rửa inox 304 và sản phẩm ngày hôm nay cũng là một sản phẩm của Hafele luôn. Thì trước khi đi vào chủ đề ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu đến mọi người website nhà Nguyễn Ngọc.com của bên mình. Thì tại website này mọi người sẽ được đọc tất cả những cái thông tin bài viết liên quan về thiết bị gia dụng tủ bếp cũng như là những cái vật liệu cấu thành nên tủ bếp, cách tính toán giá thành như thế nào để mọi người chuẩn bị cho căn bếp của mình trong tương lai. Ngoài ra bên mình cũng có hai kênh là Facebook và Instagram, thì rất mong mọi người sẽ like Facebook nhà Nguyễn Ngọc và follow Instagram nhà Nguyễn Ngọc để có thêm nhiều cái update thông tin hoặc là tóm tắt những cái bài viết mới nhất hoặc là video mới nhất của bên mình nha. Rồi bây giờ không lan man nữa, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem một cái chiếc bồn rửa chén bằng inox 304 của hãng Hafele nó sẽ như thế nào mọi người ha. Rồi không biết mọi người đã xem qua cái video clip về tủ bếp thông minh của mình không? Thì đây chính là cái tủ bếp mà hôm trước mình quay video về tủ bếp thông minh siêu nhỏ gọn đó. Thì hôm nay mình sẽ quay thật kỹ cho mọi người xem cái chiếc bồn bếp inox 304 này có gì đặc biệt. Đầu tiên là mọi người có thể thấy là cái kích thước của bồn nó rất là dài. Nó là cũng là khoảng 1m1 luôn. Nó sẽ có là hai hố và gọi là hai bồn rửa đó và một cái lá ướp chén. Thì tùy theo mọi người thuận tay bên nào thì mọi người sẽ quay cái lá ướp chén về đúng cái hướng của mình. Thì khác so với cái chậu rửa bằng đá ngày hôm trước mà mình giới thiệu, thì cái chiếc chậu rửa bằng inox 304 này, hai cái bồn rửa của nó sẽ có kích thước bằng nhau luôn. Thì nó sẽ vào khoảng là 340 mm, là khoảng 34 cm. Bề rộng và bề dài, độ sâu thì nó tầm khoảng 20 đến 21 cm, thì cũng rất là sâu luôn so với những cái chậu rửa rẻ tiền ở bên ngoài. Thì ở đây mọi người có thể thấy nè, cái siphon là cái hố thoát nước của nó đó, cái lưới lọc của nó nè, mọi người nhìn nè, nó cũng khá là đẹp ha, mọi người nhìn thấy nó khá là đẹp và chắc chắn. Nó cũng bằng inox 304 luôn để chống rỉ sét cho mọi người. Ở đây mọi người sẽ giữ được rất là nhiều cặn thức ăn ở đây và nó sẽ không có bị rỉ sét sau khi mà mình sử dụng một thời gian dài. Thì cái bồn rửa này là mọi người lưu ý giùm mình là chỉ là lắp nổi được thôi nha mọi người. Tại vì với những cái bồn bếp mà vuông á, sau này mình sẽ làm những cái video clip giới thiệu về cái chậu rửa mà vuông như vậy để cho mọi người hiểu là lắp chậu bếp âm thì nó sẽ như thông thường, thì nó sẽ cắt một người ta thợ đá họ sẽ khoét một cái lỗ sâu ở dưới mặt đá và họ đặt là âm luôn. Thì những cái chậu rửa nó có cấu tạo như thế này thì thông thường sẽ lắp nổi để cho tiện cũng như là dễ vệ sinh hơn. Cái thứ hai á, mọi người có thể thấy nè, chất liệu inox 304 này nó sẽ không có bị rỉ sét cho dù mọi người ở những cái khu vực khó chịu như là ở khu vực biển hoặc là gần sông hồ, thì cái hơi ẩm nó bốc lên cũng rất là dễ gây rỉ sét cho thiết bị. Tuy nhiên là do chất lượng inox 304 của Hafele á, là đã trải qua cái quá trình kiểm định này kia rất là cao cho nên là xài theo thời gian sẽ không có bị rỉ sét. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây nè. Mọi người lưu ý nha, khi mua hàng Hafele là hạn chế là mình phải để ý một cái số cái đặc điểm để mình tránh mua phải hàng giả. Thì ở đây Hafele có dập nổi chữ Hafele trên này luôn ha, ở bên ngay chính giữa của cái lá ướp chén như thế này. Rồi cái thứ hai á, là nó sẽ có một cái bộ siphon đi kèm của sản phẩm.
Nó không có bán rời đâu nha, cho nên mọi người nhớ lưu ý là kiểm tra hàng khi mà mình nhận cái sản phẩm nếu mà mua từ những cái đại lý phân phối của Hapla, để tránh thất lạc những cái phụ kiện sau này khi mà mình lắp đặt mình cũng đỡ cảm thấy bất tiện hơn. Rồi, bây giờ là mình sẽ quay tới cái vòi bếp của sản phẩm của cái bộ thiết bị ngày hôm nay. Thì cái vòi bếp ngày hôm nay mình giới thiệu á, nó sẽ không có kéo dài ra cái đầu vòi được để cho mình vệ sinh, nó sẽ cố định như thế này. Tuy nhiên là cái đầu cái hình dạng của cái vòi bếp là nó cũng có hình dạng vuông, là cái thứ nhất. Thì mọi người có thể nhìn thấy được nè, sẽ quay qua bên này một xíu, mọi người có thể nhìn thấy được là ở bên này á, nó sẽ có là cái vòi nóng lạnh nó sẽ nằm bên này. Ngoài ra nó cũng có thêm một cái đường nước nữa, mọi người thấy cái đầu vặn bên bên trong không? Đó chính là cái vòi lắp nước lọc. Có nghĩa là ở đây vòi bếp này không phải là hai đường nước mà là ba đường nước lận mọi người nha. Thì những cái nhà nào mà mình có nhu cầu sử dụng máy lọc nước nè, để uống họ sẽ lắp một cái máy lọc nước ở bên dưới cái tủ chậu rửa của mình. Và mình sẽ đấu nối cái đường nước lọc đó đi vào thẳng trong cái vòi bếp của mình luôn, để mình mở ra mình uống luôn. Thì mọi người sẽ thắc mắc là không biết là đi chung đường nước như vậy nó có vệ sinh không. Thì mọi người sẽ nhìn ở đây. Ở đây nó sẽ có hai cái đường thoát nước ra như thế này. Một đường á, nó sẽ đấu nối với lại đường nước nóng lạnh. Đường nước nóng lạnh để mọi người rửa chén, rửa bát. Đường nước thứ hai á, là đường nước lọc, thì nó sẽ đi ra một đường ống riêng. Thì như vậy á, mọi người sẽ không lo lắng về cái vệ sinh của cái vòi bếp, mà mọi người vẫn có thể sử dụng để uống an toàn luôn, là coi như là sử dụng để uống giống như là cái vòi nước ở bên châu Âu luôn đó mọi người. Rất là hay á, mọi người thấy đúng không? Thì mình nhớ không lầm thì cái vòi này ở bên Hapla đang bán là nó khoảng 2 triệu 7, 2 triệu 8 gì đó. Nó tầm từ 3 triệu 1 tới 2 triệu 7 tới 3 triệu 1 thôi. Nó không có giá quá cao đâu, mình nhớ không rõ. Còn cái bồn, cái chậu rửa chén inox này nè, inox 304 này, thì giá niêm yết của nó là 5 triệu 090 ngàn hay 190 ngàn đó. Thì giá nó rẻ hơn gần gấp đôi so với cái một nửa. Rẻ hơn một nửa so với cái chậu đá luôn á. Thì nó rất là thích hợp nếu mà mình muốn sử dụng gói tiết kiệm, hoặc là mọi người thích những cái chất liệu inox 304 thì nó cũng giảm cho mọi người một cái phần giá thành rất là lớn trong khi mà mọi người lắp đặt cái chậu rửa của mình. Thì đó là cái nội dung về cái review ngày hôm nay. Rất là cảm ơn là mọi người đã xem tới hết cái review của mình. Rồi thì sau khi mà mọi người xem qua cái video review của mình về những cái chi tiết của một cái chiếc chậu rửa chén bằng inox 304 thì mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Mọi người có cảm thấy là nó phù hợp với cái định hướng của mình trong cái không gian bếp, hay là nó có những cái thiết kế khá là khác so với những cái dòng hàng rẻ tiền ở bên ngoài thị trường ngoài kia không? Thì mọi người để lại comment ở phía dưới cho mình mọi người ha. Rồi rất cảm ơn mọi người đã xem video, và mọi người đừng quên subscribe kênh của nhà Nguyễn Ngọc, vì mỗi tuần mình sẽ ra từ 2 đến 3 clip review về tủ bếp và thiết bị bếp, để cho mọi người có thêm nhiều kiến thức cho mình để trang bị cái nội thất cho căn nhà của mình trong tương lai mọi người ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.